Hello, chào cả nhà, cả nhà ơi. Rồi, chào cả nhà đến với đường live, mình live trực tiếp mấy chú khỉ ở rừng thiên nhiên này cả nhà. Rồi, mấy chú này phá quá cả nhà. Xe mình để mà nó lên nó lấy đồ để đặt hết ráo luôn. Nó phá dữ ngang. Mình thấy không? Mở đi nhóm mà chưa dừng khỏi chân nè. Còn mấy anh kia ngồi trong kia đó, thấy tưởng đâu khán giả cho ăn hả chị? Chị cho ăn, anh thấy chị chạy ra đó liền cho ăn đi. Thấy mình là nó mừng, tưởng nó cho ăn á. Tự lên nó phá nè, nó liền vô nè, con chạy ra con nè. Đó, trời ơi, bữa nó làm tôi bữa rồi. Để đằng nào? Đằng đẳng không phá hả? Thấy kìa. Bữa đó đem bọc xài cho ăn mà nó còn chê á, chua. Cạp, con bọc. Cả nhà vào xem, cả nhà ơi. Đây mấy anh đứng vào đây phá quá, xe để lạnh định phá xe. Đây mấy chú thủy đường thiên nhiên này cả nhà. Mấy em bé phái lắm cả nhà ơi. Không được chọc phá khỉ của cục kiểm lâm. Đúng rồi, mình ngồi ngay bảng đó là ai dám phá mày. Đó cả nhà. Giờ xem ở nhà ơi. Có yêu thích động vật hoang dã thì cả nhà mình nhớ cho mình một like, một chia sẻ cả nhà. Mình đang review tại tòa thánh Tây Ninh rừng thiên nhiên. Có động vật hoang dã là mấy chú khỉ tập trung về ở cả nhà, cũng mấy ngàn con á. Cả nhà vào xem ủng hộ mình cả nhà ơi. Động vật hoang dã cũng biết về chùa ở nữa, tại biết ở chùa là không có ai mà chọc phá ảnh á, về nở với bà con cô bác cũng mỗi buổi sáng mỗi buổi chiều lại cho ăn, cũng phá dữ. Xe mình để vậy mà anh lợi anh lấy kiến lấy này kia rồi anh phá cả nhà. Giờ xem cả nhà ơi, chúc cả nhà mình cuối tuần luôn luôn nào cũng an lạc vui vẻ hạnh phúc nha. Kìa, cho ăn nữa nè, chị liền chạy ra. Ra đây con. Chạy ra, về ra. Ra ăn con. Đông. Có chị khán giả chỉ lại cho ăn nè. Thấy mình là ra thấy không? Thấy mình là ra biết mình cho ăn á. Hay hen, biết ăn chôm chôm cái ăn cái bỏ cái vỏ khôn.
đi ra ăn. Đó. Tự ăn biết ăn 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 lấy cái ruột ăn cái bỏ cái vỏ à. Đông không cả nhà, đông không à. quá đông. Mình đang review, mình bỏ xe đây, cái lạnh xe mình nó phá. Ồ, giờ xem được xem cả nhà ơi. Nó có cái chị ghi lại cho ăn nữa kìa. Trời ơi. Ăn dữ lắm. Ở đây nè, toàn ăn dữ lắm à. À. Tập trung vô. Có chị đem bọc trái cây lại cho ăn. Thấy không? Mày đừng lên xe tao mày phá nha. Dữ lắm ha, mày dữ lắm ha. Nghe mấy chị nói mày dữ lắm phải không? Ăn đi. Rồi có mấy cô mấy chị đi tham quan, đi du lịch Thọ Thánh Tây Ninh. Ăn cả nhà. Hello, chào mấy cô mấy dì nha. Chào mấy cô mấy dì, mấy cô mấy dì từ đâu đến đấy mấy cô? Đồng Nai. Đồng Nai à? À, Đồng Nai. Đồng Nai chỗ nào chị? Chợ quán hay là? Dầu dây. Dầu dây. Dạ, ngã ba dầu dây. Dạ, cảm ơn mấy chị nha. Em đang review mấy cái chú này, trời người ta cho nó ăn, cho nó ăn nó dễ thương. Sáng nó ra mấy ngàn con á chị ơi. Đông lắm, nó ở trong khu rừng này nè, ở trong khu rừng á chị, hai bên này nè, hai bên khu rừng á. Mình đi mấy giờ mà đi, mình đi mấy giờ mới tới đây sớm rồi mấy chị? Ba giờ rưỡi. À rồi. Mình vô chùa cúng bái chưa mấy chị? Vô chùa cúng chưa? Bây giờ ra quá chừng nhiều rồi, bây giờ có người cho ăn ra quá nhiều rồi. Ăn cả nhà. Giờ xem vô xem mày xem cả nhà ơi. Này mấy bé yêu thích lắm, Ôi. Mấy bé yêu thích lắm. Đó, giờ cho ăn cái ra ha. Con ngày mới không gì cả nhà ơi, tài mới chào mấy cô mấy dì ở Dầu Dây ở Đồng Nai. Ngã ba Dầu Dây. Đến tham quan Tòa Thánh Tây Ninh. Đó. Thì cũng sẵn tài cũng đang review mấy chú khỉ ở rừng thiên nhiên. Cả nhà mình vào xem cả nhà. Đây. Khán giả mấy chị khán giả đem ra đồ ăn trái cây lại cho nó ăn, nó mê nó chạy ra cả nhà. Ha. Rồi tài xin kết thúc video đây. Cả nhà yêu thương tài cho tài một like ha, cho một like cả nhà ơi, một like một chia sẻ nha. Cho kênh mình có tương tác. Rồi kính chúc cả nhà mình an lạc ha, cuối tuần an lạc, hạnh phúc vui vẻ, thành công trong cuộc sống, làm ăn phát tài phát lộc. Đây có mà anh chú khỉ ngồi trên cái trụ rào, anh này đang leo lên nữa. Đó, đang leo lên nữa là hai con. Đó, lên trụ rào luôn.
Hai ngồi, hai con ngồi tình không? À, tình không cả nhà. Tình tính tan, tình tan, tan tính tình, tình tan rồi. Ồ, mình xuống video cả nhà. Rồi, mình xuống video đây cả nhà ơi. Chào tạm biệt cả nhà. Hẹn cả nhà video tiếp theo.